thì là kiểu mới. Rồi em diễn này, ngày mai nói với gia đình này, đặc biệt là bạn một cái đường tiếp ạ, đưa xe xuống, đúng rồi, thế này là không được đâu. Đó chú Ninh nhá, quay lo cho bà chạy cái nhá, tức là phải làm cái bậc thềm để là bà ngồi thì có đấy là. Ý là giống mình đưa xe máy lên nhưng mà cái xe máy chỉ 2-30 phân là được, cái xe này rất rộng, cái xe này rộng ở bé rộng để mình thoải thư thoải. Đây là cha cái chương trình họ phải đến trước mặt đó, mặt mà hai mặt này đó, mày làm thế này mà rồi là rất không biết mày làm được gì mà chả được cái chế độ đến 10 người trời sáng rồi bà ơi. Đây chơi bài ra ngoài bà thấy ánh sáng mặt trời nhưng mà hôm nay là mát, hôm nay là trời mưa. Đây đi khắp làng nha. Vui lắm nha. Con ở nhớ thôi còn mình quên rồi. Hôm nay là thấy ánh sáng mặt trời nha. Nhưng mà lại không may hôm nay thì trời mưa, lại không có mặt trời. Nhưng mà đến chiều có mặt trời nhá. Đây là cha này, trời biên đạo ấy. Cảm ơn cha đi ạ. Cha biên đạo mang sang đây tặng bà đấy. Ô, bà mừng quá. Đây. Rồi. Cảm ơn cả nhà. Bạn đây đấy bà, buổi chiều mát mát đấy bà đi ra đường ngay được mà. Bà không thì cứ ra đây ngồi cho bà ngồi cho thoải mái. Banh là lấy mũ đây ra. Rất thì để đây chị diễn chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật của tôi của bên của xã Hoàng Sơn. Bà vui quá đây này. Đây chị diễn nhớ tiểu sơ qua về hoàn cảnh của bà. Hoàn cảnh của bà là bà năm nay là 84 tuổi. Dạ. Mà sống tức là ông ấy mất từ lâu lắm rồi, từ thời mấy chục năm nay rồi, còn có hai mẹ con là đàn bà. Dạ. Còn hoàn cảnh rất là khó khăn cho nên là xã với lại cấp trên cũng có hỗ trợ mới xây dựng cái nhà tình nghĩa năm năm ngoái năm kia nên là chứ còn hai mẹ con là ở khổ lắm. Ngày xưa có cái nhà lụp sụp, nhà cấp 4 lụp sụp còn một tí thôi, cái nhà tình thương mới xây dựng 2 năm nay. Nó hoàn cảnh của bà thì bây giờ là bà liệt hai chân rồi, bà không đi được. Còn con gái thì là đi làm công ty, thì hôm qua là báo đoàn đoàn đến cho nên hôm nay thì nghỉ công ty ở nhà để đón bạn. Còn đây là cậu em của bà. Về con gái và gái. Con gái và bà. 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 Con g
bên tay tát đó, thì có chiếc xe lăn này đến để chào cho bà, để cho bà được ra ngoài một tí cho nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cho nó thoáng, để bà có thể là dùng chiếc xe lăn này để đi lại ra ngoài đó, để cho cái tinh thần của bà nó được vui vẻ hơn, có được cái tí ánh sáng mặt trời thì cái sức khỏe của bà cũng sẽ tốt hơn. Thì đây là cái món quà của hội bảo trợ của hội bác ái Ailazaro, quý nhân nhân hội bác ái Ailazaro đã tặng cho bà chiếc xe lăn này nhé. Hết lòng cảm ơn quý nhân nhân của hội bác ái Ailazaro đã trong thời gian qua được tặng rất nhiều xe lăn cho những người khuyết tật tại địa bàn của tỉnh Thanh Hóa. Xin Chúa chúc lành trả công buổi hậu cho quý vị. Thì như chúng ta thấy đó, bà cũng đây đó, nhận được cái chiếc xe lăn từ nãy giờ, bà vui mừng không thể tả xiết được cái niềm vui của bà khi đón nhận được cái món quà của quý vị. Cho nên là đây là một món quà rất là ý nghĩa, giúp cho bà không những là có được phương tiện đi lại nhưng mà có được cái tinh thần nó phấn chấn hơn. Đấy. Thì vâng, xin mời chị Phương nhỉ. Thay mặt cho xã và gia đình rất cảm ơn bà Linh Mục và hội bảo trợ của huyện đã quan tâm giúp đỡ bà. Và đúng là nãy giờ bà phân khởi và rất ủng hộ, thì thay mặt cho xã và gia đình rất là cảm ơn chị đã quan tâm giúp đỡ. Vâng. Cảm ơn chị Diễm nghe, cảm ơn các anh các chị. Đây là thôn của họ Vương Đình nha. Vương Đình Huệ đó. Rồi đó. Vâng. Thôi chúng ta cho bà một tràng pháo tay để cho bà. Vâng. Cảm ơn bà. Cảm ơn cái tay bà vì bây giờ bà yếu rồi thì chắc là phải có người đặt. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.